không có hiệu lực. Ở cái thời nay mà tìm cái lòng tin đó cũng giống như mọt kim đáy biển nha, khó tìm được lắm. Ở cái thời đại mình nè, khi ngồi đây hiện hữu, bao nhiêu chuyện làm đều làm là gọi là rất là di diệu không? Những lời nói không phải kiệt nói, thì chỉ lặp lại những chi vị nói, mà nói đâu là chúng nó 90% để chi? Không phải mình khoe khoang hay là ngã mạng hay là tự cao gì hết, mục đích tóm chung quy lại hết tất cả 3 năm nay 184 cái clip đều là để cho nhân loại quay cấp giật mình là có Phật Thánh Tiên thiệt á, chứ không phải là giống cho chúng ta mưu mô tính toán mưu cao gì đâu. Mà có bao nhiêu người chịu nhận ra được cái này, mục đích là chỉ vậy thôi.